Như mì say giá luôn. Giá. Yeah. Rồi, giờ tới luôn. Rồi. Như mì đang nghỉ học ở nhà bú rồi. Như mì nó không có. Ừ, không có. Ok. Mình. Ok. So bye. Do you want times? You go here. You I go here. Now can come up here. You can go with your sister. Yeah. Now go find this. Go. Chương trình hôm nay thầy giáo mình để mình giải thích thêm là nói về đề tài lễ tình yêu. Thank you. Now, Kelly. Mạnh mẽ lên cho thầy giáo. Mạnh mẽ lên cho cái tay. Mạnh mẽ lên cho thầy giáo. Ninja kiss. Ninja kiss. Ninja kiss. Cái này Kelly. Cảm ơn con có sô-cô-la. Như con mì và sô-cô-la. Hãy bố Kelly. Ok, bây giờ đến cô, đến Kelly. Ok, đến Kelly nói về đề tài gì? Hồi nãy anh hai nói về San Valentine đó. Không sao. Không sao luôn. Ok, nhìn ra một bên. Giáo gì mà kêu anh hai vậy trời. Nó đang kỳ quá, cái học trò ly đi chỗ khác đi. Ok. Ok, nhìn ở đó. Ừ. Nhìn ở đó luôn. Wow. Rồi, đến sushi. Chắc bị câm quá ta. Nhưng không nói tiếng nào chưa. Nói đi. Cái game này trừu tượng quá. Cái game này hơi bị nhức óc quá nha. Ừ. Giáo muốn làm gì cô giáo? Nó làm cho Trung Quốc là lo. Ai bạn đi đâu vậy?
bình tĩnh. Ok, ladies and gentlemen, today the game show is over. See you later. No!